Bạn có bao giờ tin rằng những sinh vật thần thoại, biểu tượng của các nền văn hóa có nguồn gốc sâu xa từ những sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng hay không? Kể từ khi khủng long được khám phá, sự to lớn và bề ngoài đáng sợ của chúng ngay lập tức đã gợi lên những liên tưởng về các sinh vật thần thoại mà chúng ta đã quá quen thuộc qua các câu chuyện kể, trong đó phổ biến nhất là rồng, từ rồng phương Đông cho đến rồng phương Tây. Trong lịch sử, người Trung Quốc từng ghi nhận về việc người dân đào được lòng cốt và có người đã đặt câu hỏi liệu lòng cốt này có phải là hóa thạch khủng long hay không. Các nhà khoa học cũng đã tìm được bằng chứng người cổ đại đã tiếp xúc với hóa thạch khủng long, bao gồm cả xương và dấu chân từ rất lâu trước khi chúng ta biết khủng long là gì. Đó là trường hợp hóa thạch xương ngón tay khủng long được tìm thấy trong hang động ở châu Phi, hay những hình vẽ của người tiền sử bên cạnh dấu chân khủng long tại Brazil mới được khám phá cách đây chưa lâu. Trong một video lần trước, Mê Khủng Long TV đã cùng các bạn giải mã về mối quan hệ giữa rồng và khủng long. Nhưng đương nhiên, rồng không phải là sinh vật thần thoại duy nhất bị cho là có liên hệ với khủng long theo cách nào đó. Một trường hợp khác, ít nổi tiếng hơn nhưng cũng được rất nhiều người tin tưởng, đó chính là điểu sư Griffin. Chúng được cho là lấy cảm hứng từ chi khủng long Protoceratops, có hóa thạch rất phổ biến ở Trung Á và Mông Cổ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây lại tiếp tục bác bỏ mối liên hệ giữa điểu sư và khủng long. Thực hư câu chuyện này như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Điểu sư, trong tiếng Anh gọi là Griffin. Về cơ bản thì chúng là một sinh vật thần thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử. Đầu, cánh và móng vuốt ở chân trước thì là của đại bàng. Chúng được xem là một sinh vật vô cùng cao quý, vậy là sự kết hợp giữa sư tử, vốn được coi là vua của các loài thú và đại bàng, vua của các loài chim, nên cũng có thể coi điểu sư chính là vua của muôn loài ở dưới đất lẫn trên không. Trong một số nền văn hóa, chúng cũng chính là biểu tượng của hoàng gia, cũng giống như hình tượng rồng ở Trung Quốc vậy. Điểu sư có thể điều khiển nhiều loài động vật theo ý muốn, nhưng nó chưa bao giờ dùng đến quyền năng này bởi nó tôn trọng sự tự do của các loài khác. Điều sư có một số quyền năng khác như bảo vệ con người trước ác quỷ, ma thuật và những điều dối trá. Nó còn mang lại sự may mắn, ấm no và cả hạnh phúc nữa. Cũng chính vì thế mà các gia đình có của thường thờ nó như một vị thần để giúp họ bảo vệ của cải. Điều sư mang trong mình sức mạnh cực kỳ lớn. Thân của nó đến từ sư tử nên cực kỳ rắn chắc và mạnh mẽ. Cái đầu của chim đại bàng giúp nó di chuyển đầu linh hoạt. Ngoài ra nó còn mang cặp mắt của vua chim, nên điểu sư có một tầm nhìn xa và rộng để dễ hành động trước nguy hiểm. Điểu sư có đôi cánh to, khi bay cao có thể che gần hết mặt trời là một vùng đất dưới nó tối sầm. Tuy có thân hình to nhưng nhờ đôi cánh đầy sức mạnh mà điểu sư vẫn có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng khi bay. Hình tượng của điểu sư và các sinh vật tương tự điểu sư đã được phát hiện trong các nền văn hóa Lưỡng Hà, Trung Á, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp và sau đó là châu Âu. Chúng xuất hiện trong các tác phẩm điêu khắc, tranh họa, kiến trúc của các nền văn hóa này và đôi khi được sử dụng trên các biểu tượng của vua chúa phong kiến. Mặc dù được sử dụng rộng rãi và phổ biến thì hiện nay vẫn không ai có thể nói được chính xác hình tượng điểu sư bắt nguồn từ đâu và do ai sáng tạo nên. Có thể nói nó là một hiện tượng văn hóa dân gian và rất khó để truy được nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, những phát hiện cổ sinh vật học trên toàn thế giới, đặc biệt là hóa thạch khủng long đã mở ra hướng suy luận mới cho các nhà nghiên cứu. Vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian kiêm sử gia khoa học Adrian Meyer trong một số bài viết cũng như cuốn sách có tên là The First Fossil Hunters đã đề xuất giả thuyết rằng một số sinh vật thần thoại có thể được xây dựng từ hiểu biết của con người cổ đại khi họ tiếp xúc với hóa thạch của các sinh vật cổ. Những ví dụ mà Meyer nêu ra là rồng, người khổng lồ một mắt và cả điểu sư. Đối với trường hợp của điểu sư thì Meyer cho rằng các hóa thạch của những khủng long có mỏ như Protoceratops hay Psittacosaurus đã truyền cảm hứng cho hình tượng điểu sư. Tại sao lại như vậy? Trước tiên, Meyer đúc kết một số đặc điểm của điểu sư như sau. Đó là thân giống động vật có vú nhưng đầu lại có mỏ giống như chim săn mồi, sống ở các sa mạc phương Đông gần những mỏ vàng, đẻ trứng vào tổ làm trên mặt đất. Không loài động vật đương đại nào có những đặc điểm trên, trong khi một số loài khủng long lại có. Mặt khác thì Meyer cũng đối chiếu trong sử sách và biết được rằng những ghi chép của người Hy Lạp và La Mã cổ về điểu sư lại bắt nguồn từ việc họ được kể về sinh vật này thì những người du mục phương Đông đi tìm vàng. Những người du mục này có thể đã tiếp xúc với hóa thạch của khủng long trong quá trình đi tìm các mỏ vàng và sau này kể về chúng với người Hy Lạp rồi người La Mã. Nhờ đó, những ghi chép về điểu sư đã bắt đầu xuất hiện rải rác trong văn bản của người Hy Lạp và La Mã từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 3 công nguyên.
Cung đường buôn bán phổ biến khi đó thường đi qua một phần sa mạc Gobi và các quốc gia Trung Á ngày nay, nơi có rất nhiều hóa thạch của khủng long. Do vậy, theo Mayer, những hóa thạch khủng long mà các thương buôn và người du mục du hành từ Đông sang Tây đã tiếp xúc hay cũng có thể chỉ được nghe kể đã trở thành bằng chứng miệng về sự tồn tại của những sinh vật nửa chim, nửa thú. Những lời kể có thể được tam sao thất bản, cũng như bị rơi rớt qua quá trình phiên dịch khiến một số chi tiết không còn giống như ban đầu, chẳng hạn như diêm cổ của khủng long Protoceratops có thể bị biến thành bờm hoặc đôi tai rất lớn kiểu động vật có vú, hay đôi cánh được thêm vào để phù hợp với cái mỏ chim. Suy luận của Adrian Meyer được khá nhiều fan của các động vật huyền bí ủng hộ và được đề cập trong suốt hơn 30 năm qua. Tuy các nhà cổ sinh vật học chuyên nghiên cứu khủng long vẫn giữ một thái độ nghi ngờ đối với những lập luận này, thì vẫn chưa có một phản biện thật sự chính thức nào được đưa ra trong suốt khoảng thời gian đó. Phải đến năm nay thì các nhà cổ sinh vật học mới chính thức đưa ra nghiên cứu phản biện, và nó đến từ nhà cổ sinh vật học Mark Witton, cũng là một họa sĩ cổ sinh rất nổi tiếng với những bức tranh minh họa khủng long của ông. Thứ nhất, Mark Witton phủ định quan niệm cho rằng hóa thạch Protoceratops bắt nguồn từ những người du mục đi tìm vàng. Bởi các hóa thạch Protoceratops được phát hiện từ trước cho đến nay đều nằm cách các mỏ vàng cổ rất xa. Cũng không có báo cáo nào về vàng gần nơi phát hiện ra hóa thạch của Protoceratops. Thứ hai, thường không dễ để nhận biết hóa thạch của khủng long, trừ trường hợp bạn có con mắt sắc sảo của một thợ săn hóa thạch. Người ta thường cho rằng hóa thạch sẽ được phát hiện một cách tương đối lộ thiên, với nguyên bộ xương nằm lộ ra một nửa trên mặt đất giống như xương của động vật đã chết. Nhưng trên thực tế, trong hầu hết trường hợp chỉ có một phần nhỏ hiện ra bên ngoài và phải xử lý được lớp ná bao bọc, chúng ta mới có thể tiếp cận được phần còn lại của toàn bộ bộ xương. Không có các công cụ hiện đại và kiến thức chuyên sâu về hóa thạch thì việc này cực kỳ khó. Thế nên những người đi tìm vàng dù có gặp hóa thạch khủng long thì việc họ có biết đó là hóa thạch hay không và toàn bộ hình dạng của nó trông như thế nào là một khả năng khá thấp. Thứ ba, sự phân bố về mặt địa lý và lịch sử của hình tượng điểu sư không trùng hợp với kịch bản truyền thuyết điểu sư bắt nguồn từ hóa thạch ở Trung Á rồi mới lan sang phương Tây. Thực chất thì hình tượng điểu sư đã tồn tại từ rất lâu trước đó, có thể là từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên ở các vùng Ai Cập, Lưỡng Hà, chứ không bắt nguồn từ các ghi chép của người Hy Lạp hay La Mã. Theo tác giả thì Protoceratops chỉ giống điểu sư ở chỗ là một sinh vật đi bằng bốn chân và có mỏ. Các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến hình tượng điểu sư cũng không hề ám chỉ nó như hóa thạch hay xương của động vật cổ, mà ngược lại đều cho thấy đây là một sinh vật giả tưởng, được tạo thành từ các đặc điểm của các loài động vật còn sống là mèo và chim săn mồi. Trong kết luận của mình, Mark Witton cho rằng lập luận của Adrian Meyer mang tính suy diễn tương đối khiên cưỡng nhằm áp đặt các bằng chứng hóa thạch và truyền thuyết một cách không chính xác. Mặc dù không đồng tình với Adrian Meyer, Mark Witton và một số nhà nghiên cứu khác cũng không phủ nhận rằng người cổ đại có thể đã tìm thấy xương hóa thạch của khủng long, từ đó tích hợp những phát hiện tình cờ này vào kho tàng truyền thuyết hoặc thần thoại của họ. Nhưng để những giả thuyết kiểu như rồng bắt nguồn từ khủng long hay điểu sư lấy cảm hứng từ khủng long có chỗ đứng vững chắc hơn, thì chúng ta cũng cần những bằng chứng rõ ràng hơn và chính xác hơn, thay vì suy diễn và áp đặt chúng một cách có chọn lọc. Nói tóm lại thì điểu sư không hề bắt nguồn từ hóa thạch của khủng long như giả thuyết của Adrian Meyer, cũng như trường hợp của rồng vậy. Hoặc chí chúng ta nói rằng không có đủ bằng chứng để khẳng định điều đó. Vâng, vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.